Vâng, xin chào các bác đến với kênh Như Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe road bike dòng xe đua, model xe Calavaro CR800, được trang bị với group Sora. Xe được trang bị với khung càng và cộng lên carbon nhá. Và bây giờ xin mời lại giới thiệu chiếc xe. Vâng, xin cùng mình biết đây là cái mẫu dòng xe đạp Calavaro model CR800, khung carbon, càng khung và cộng lên carbon nhá. Với cái tông màu chủ đạo là tông màu đen, điểm chỉ đỏ trên khung xe. Xung màu đen lì. Đây là cái logo biểu tượng hình chiếc đầu quân báo nhé. Tốc độ. Điểm chỉ đỏ trên khung xe, trên cái tông màu đen rất nổi bật. Xe làm từ khung carbon, thiết kế dưới phân khung các hiện đại, khung dẹp các nhé, bản dẹp nhỏ. Xe mạnh giá độ mới còn rất là cao. Xe trang bị với rơm sườn cổ phước kia đông chính hãng quản cho xe, cổ phước kia đông nhôm. Xe trang bị với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Sora, được trang bị với 9 tầng lip. Đây phải em trang bị với group Shimano tay lắp lên tầng đĩa, 2 tầng đĩa Sora. Bản chất sử dụng với cụm phanh 3 mảnh của tay đít. Logo lần trước là của Calavaro, biểu tượng hình chiếc xe đạp dòng xe đua. Xe được thiết kế với bộ khung dẹp mong phong cách hiện đại và lực chấm gió xe rất là tốt. Càng xe chính hãng Calavaro được thiết kế với khung dẹp. Đằng trước hàng rãnh được thiết kế nổi vân 3D rất đẹp mắt. Sử dụng với vành nhôm hai lớp nguyên bản theo xe, lốp chăn đa kích thước lốp 700x23c. Đồ đĩa Pro View, đồ đĩa 2 tầng đĩa, đặt đĩa của Shimano Claris, cọc yên carbon chính hãng của Calavaro. Yên nguyên bản cho xe, yên vẫn có màu đỏ đen. Xe trang bị với 9 tầng lip, lip và xích còn rất là mới. Củ đề sau là củ đề Shimano Sora. Nước sơn zin xe còn rất là đẹp nhé. Và bây giờ xin chào của chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50. Chiều ngang khung là size 53. Thưa các bác, cả đồ 1m63 đến chiều 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 9 tầng lip. Lên lip rồi. Lip xích còn rất là mới đúng không nhá. Xuống lip. Rất là bon. Bên phải em mà đùi đĩa 2 tầng. Đặt đĩa Shimano Gravit lên đĩa. Vâng, em mời đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua Calavaro model CR800 và xe trang bị với group Shimano Sora, khung carbon, càng carbon và cộng thêm carbon. Xe đã tốt với em là 10.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là có tư hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Còn lại các trường ngày mai.